Ronaldo cần 9 năm để san bằng thành tích cả sự nghiệp của Ro Béo. Rạng sáng ngày 26 tháng 2, Ronaldo ghi bàn giúp Al-Nass đánh bại Al-Shabab 3-2 ở vòng 21 Saudi Pro League. Ronaldo ghi bàn trong 9 trận liên tiếp. Phút 20, Sadio Mane kiếm được quả phạt đền sau tình huống dứt điểm trúng tay trung vệ số 4 bên phía Al-Shabab. Dù đang khát khao ghi bàn, cựu sao Bayern vẫn nhường cơ hội cho Cristiano Ronaldo. Từ cự ly 11m, siêu sao người Bồ Đào Nha tung cú đá lạnh lùng vào góc xa bên trái, đánh bại thủ môn. Với pha lập công này, Ronaldo đã có 34 bàn chỉ sau 35 lần ra sân ở mùa giải năm nay cho Al-Nass. Kể từ khi bước sang tuổi 30, Ronaldo đã ghi 414 bàn, thành tích ngang với cả sự nghiệp của huyền thoại Ronaldo de Lima, 414 bàn, và nhiều hơn hàng loạt tiền đạo lừng danh khác như Thierry Henry, 413 bàn, Ruud van Nistelrooy, 394 bàn, Andriy Shevchenko, 391 bàn, Didier Drogba, 368 bàn. Wayne Rooney, người vừa lên tiếng chỉ trích Ronaldo là kẻ ích kỷ, chỉ có 366 bàn trong toàn bộ sự nghiệp. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi 877 bàn. Anh vẫn đang tiến từng bước vững chắc đến cột mốc 1.000 pha lập công. Dù có bàn mở tỷ số do công của Ronaldo, Al-Nass vẫn gặp nhiều khó khăn trước Al-Shabab. Đến phút 45-8, chủ nhà gỡ hòa 1-1 sau cú đá phạt đền chuẩn xác của Yannick Carrasco. Sang hiệp 2, Anderson Talisca tái lập thế dẫn bàn cho Al-Nass sau một pha đột phá. Tuy nhiên, chủ nhà một lần nữa gỡ hòa. Đến phút 86, Talisca một lần nữa sắm vai người hùng giúp Al-Nass giành thắng lợi chung cuộc 3-2. Chiến thắng giúp Al-Nass tạm thu hẹp khoảng cách với Al-Hilal xuống còn 4 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng tiếp theo, Ronaldo được kỳ vọng nâng chuỗi trận ghi bàn lên con số 10 khi đối thủ của anh chỉ là Al-Hajem, câu lạc bộ đang đội sổ tại Saudi Pro League.